ngày 18 tháng 10, công an Hải Phòng đã có thông tin chính thức về việc tại trường trung học cơ sở An Đồng An Dương vừa xảy ra vụ ngộ độc khiến hai học sinh phải nhập viện. Theo thông tin từ công an Hải Phòng, vào khoảng hơn 7 giờ ngày 27 tháng 9, hai học sinh Nguyễn Hoàng A và Nguyễn Xuân Nguyễn lớp 7 A trường trung học cơ sở An Đồng rủ nhau đóng lọ nước do người lạ đưa rồi vào lớp học. Đến 7 giờ 15, cô giáo chủ nhiệm phát hiện hai em có dấu hiệu nôn mửa. Ngay sau đó, ban giám hiệu cùng giáo viên, phụ huynh đã đưa các em đến trung tâm y tế huyện An Dương cấp cứu. Sau đó, em Nguyễn Xuân Nguyễn được chuyển đến bệnh viện trẻ em Hải Phòng điều trị. Đến 10 giờ 30 cùng ngày, hai học sinh quay về ăn uống bình soàn xỉn và nối tiếp được theo dõi tại bệnh viện. Ngày 28 tháng 9, hai em được xuất viện và ngày 30 tháng 9 quay về đi học bình soàn xỉn. Theo hậu quả chẩn đoán của Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng, em Nguyễn Xuân Nguyễn bị ngộ độc thức ăn còn trung tâm y tế huyện An Dương cho rằng em Nguyễn Hoàng Nga bị ngộ độc thuốc ngủ không rõ rệt loại. Về thông tin hai học sinh uống phải lọ nước do người lạ đưa, công an An Dương, thôn An Đồng đang vào cuộc xác minh. Đồng thời, công an huyện An Dương chủ động phối hợp với các phòng, ban huyện và các địa phương xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm các quy định của quy định về đảm bảo vệ sinh bình an thực phẩm tại các cổng trường học, nhằm kịp thời phát hiện, chặn đứng và hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.